Hai điều nên lưu ý khi ăn bữa sáng. 1. Không nên coi nhẹ bữa ăn sáng. Số lượng và chất lượng của bữa ăn sáng có ảnh hưởng mức đường huyết trong cơ thể cả ngày hôm ấy. Năng lượng của cơ thể có từ đường huyết, sau đó mới do chất béo và protein sản sinh ra. Chỉ khi trong máu có lượng đường thích đáng, mỗi tế bào trong cơ thể con người mới kịp thời nhận được năng lượng cần thiết. Các tế bào não đối với sự dao động của đường huyết là nhạy cảm nhất, bởi vì năng lượng cần thiết của tế bào não chỉ có thể lấy từ đường huyết không lấy từ chất béo và protein ra được. Những ai chưa ăn sáng hoặc ăn sáng ít, sau khi thức ăn được tiêu hóa xong thì tư duy bắt đầu chậm và hỗn loạn. Trong trạng thái đường huyết thấp thì hiệu suất học tập của học sinh bị giảm sút, còn với người lái xe có thể gây ra tình huống nguy hiểm không khác gì khi say rượu. Đã có người làm thí nghiệm, người mà bữa sáng chỉ ăn chất tinh bột, sau bữa ăn đường huyết hạ xuống rất nhanh, buổi sáng đa số thời gian đường huyết đều ở dưới mức trung bình. Bữa sáng của người ăn thêm một chén sữa hoặc hai quả trứng, đường huyết cả buổi sáng có thể giữ trong phạm vi bình thường, người cũng thấy khoan khoái. Sau đó người ta làm tiếp thí nghiệm, để cho hai trường hợp trên ăn trưa với chất và lượng như nhau, người mà bữa sáng ăn sữa và trứng thì đường huyết buổi chiều vẫn giữ được mức cao hơn. Người mà bữa sáng chỉ ăn tinh bột, sau bữa trưa đường huyết tăng lên một chút lại bị hạ xuống ngay cho đến khi ăn tối. Từ đó ta thấy, số và lượng của bữa sáng có ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc cả ngày. Do đó, không nên coi nhẹ bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng hợp lý phải có đủ protein, chất béo và một số lượng tinh bột. Thanh thiếu niên đang lớn và đang học tập, càng nên chú trọng việc ăn sáng. 2. Bữa sáng không nên chỉ ăn khô. Nhiều người bữa sáng chỉ ăn thức ăn khô, như thế là chưa được. Bởi vì sau khi ngủ qua đêm, chức năng của đường ruột và dạ dày phải khôi phục trạng thái hoạt động sau một đêm bị ức chế chức năng tiêu hóa tương đối yếu chưa muốn ăn lúc đó nếu chỉ ăn một số thức ăn khô sẽ không ăn được nhiều và khó tiêu không thỏa mãn yêu cầu cho cơ thể con người hoạt động trong buổi sáng ngoài ra trong một đêm cơ thể tiêu hao một lượng nước nhất định cần phải được bổ sung khi ăn bữa sáng để cho cơ thể được làm việc bình thường do đó bữa ăn sáng nên phải ăn thức ăn chứa nhiều nước